linh một phương pháp nghịch tập của vương phi bá đạo chương một thế gã vương phi điềm tư tư mở mắt rồi nhắm mắt cô cả người vô lực không chút sức lực không thể tin được ấy thế mà mình lại xuyên không rồi xuyên thành vị vương phi xấu số mà cô vừa cảm thán vài ngày trước đây chỉ ba hôm trước đây thôi cô còn là kim chi ngọc diệp điềm gia người người nâng trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan ấy thế mà chỉ vì một lần leo núi với anh trai bây giờ lại như cá nằm trên thất mặt người định đoạt cô đưa mắt nhìn chung quanh nguyên chủ đường đường là đại tiểu thủ điềm phủ thế mà lại ở trong căn phòng tồi tàn trông như phòng chứa củi bàn ghế giường chiếu đơn sơ gió thổi qua khung cửa sổ lạnh lẽo không một người hầu hạ người đâu nước điềm tư tư cố gắng cử động đôi môi khô khốc của mình muốn xin một chút nước cô đã không có miếng nước nào hơn ngày nay rồi Lục lại ký ức của nguyên chủ, dường như cô bị mẫu thân mình chút thuốc mê, đã nằm đây không ai quan tâm mấy hôm rồi. Thỉnh thoảng lại có nha đầu vào đút cô chút nước hay cháo loãng để giữ mạng. Chẳng biết thân thể của nguyên chủ quá yếu hay sao mà để một linh hồn từ tương lai như cô đến chiếm lấy. Điềm đại tiểu thư to gan quá nhỉ. Đường đường là tiểu thư khuê các lại vứt bỏ hôn ước phụ mẫu định cho chạy theo một tên gia đình. Cô định vứt mặt mũi điềm phủ này đi đâu, vứt mặt mũi phụ thân cô ở đâu? Tiếng nói the thế phát ra các đứt dòng suy nghĩ, làm điềm tư tư đinh tai nhức ốc, theo đó là một người phụ nữ mặc áo váy lụa xanh lục, đầu cắm kim trâm, tóc búi kiểu phú quý, theo sau là năm nha hoàng nhất đẳng hầu hạ. Điềm tư tư biết người phụ nữ này. Chính thê của điềm doãn cũng là phụ thân của nguyên chủ, Thiệu Phi Phi. Thiệu Phi Phi vào phủ sau mẹ cô, Trần Nhữ Sương, thế nhưng dựa vào cha làm quan ẩm trong triều lại dám bày trò tu hú chiếm tổ đẩy mẹ cô từ chính thê thành tiểu thiếp đuổi hai mẹ con cô vào hậu viện hẻo lánh đối xử khắc nghiệt tàn nhẫn hai mẹ con nguyên chủ sống nương tựa nhau tránh đi ma trảo của người đàn bà này khó khăn biết bao nhiêu tính tình bà ta gian xảo lại ác độc chính vì lẽ đó nên mấy chục năm qua điềm doãn cũng không nạp thêm thiếp nữa điềm tư tư thật muốn cười to nghĩ thầm trong bụng Thiệu Phi Phi ơi là Thiệu Phi Phi, bản thân bà là tiểu thư con nhà quan mà lại mặc dày nhầm ngó chồng người khác. Bà đã vứt mặt mũi phụ thân bà từ tám đời rồi, từ cách đâu mà dạy dỗ ta cơ chứ? Thiệu Phi Phi thấy cô không thèm để ý đến mình, sôi máu qua tác cô một cái thật vang, cây nghiệt nói, bản thân cô chỉ là hạng thứ nữ không ai thèm đếm xỉa đến thôi, được gả cho Bình Nhạc Vương đã là phúc phận tu ba đời ba kiếp, Ngoan ngoãn thì còn được kiệu tám người khiêng đón đi từ cổng chính, đừng tỏ vẻ ta đây thanh cao, cô nên nhớ có Trần Nhữ Sương ở trong phủ này, đừng khiến mẹ ruột cô chết bất đắc kỳ tử. Người đâu, canh chừng cô ta cho kỹ. Hai ngày nữa vương phủ đến đón người rồi, chỉ cần để cô ta còn sống thôi. Nói xong, không đợi cô đáp lại, thiệu phi phi phất tay áo đi ra ngoài, chỉ để lại cho điềm tư tư bóng lưng trên mặt điềm tư tư còn hiện rõ năm dấu ngón tay còn rướng máu máu từ mũi và miệng cũng chảy ra không ngừng nhưng đám nha hoàng cùng gia đình xung quanh không ai để ý đến cô hừ gả cho bình nhạc vương là phúc phận ba đời ta khinh cả kinh thành này ai chẳng biết bình nhạc vương chỉ là kẻ không chí tiến thủ ham mê tửu sắc vô độ tiểu thiếp ở kín bốn năm hậu viện lại còn có bệnh kín chỗ đó chứ gả cho hắn ta khác nào ở quá cả đời rõ ràng hơn 6 tháng trước, Bình Nhạc Vương Phủ đến cầu hôn là đích nữ Điềm Phủ, Điềm Tư Nhiên. Thiệu Phi Phi không nỡ đẩy con gái mình vào hôn. Qua loa sắp xếp cho cô một thân phận đích trưởng nữ, đẩy cô vào Bình Nhạc Vương Phủ. Nguyên chủ trước kia vì sợ hãi quá độ mới một thân một mình chạy trốn, lại bị bà ta bắt lại chút thuốc, vu hãm tội cấu kết gia đình trộm cắp bỏ nhà đi. Sau đó bà ta lại đe dọa giết Trần Nhữ Sương làm gương còn gì ngoài mục đích ép gã cô cho bình nhạc vương triệu bình. Thật đáng giận mà. Điềm tư tư nhớ lại cuốn sách mình đọc được trước khi xuyên không đó. Nguyên chủ sau khi gã vào đó chịu cảnh cô đọc suốt đời, lại bị đám tiểu thiếp ý cô bị lạnh nhạt mà chu ngoa, hãm hại. Cuối cùng nguyên chủ quốc ức, ngọc nát hương tàn khi tuổi chỉ mới 25. Còn mẹ con thiệu phi phi lại bám vào được hoàng đế mà sống xa hoa vui sướng cả đời. Điềm tư tư trầm ngâm cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng khiến đám nha hoàng không rét mà run. Gã thì gã. Bất quá, điềm tư tư ta đây sẽ khiến mấy hòn đá cản. Cút ra xa, cứ chờ đấy.